có một chiếc xe mà có lẽ sẽ rất phù hợp với những anh nào mua xe lần đầu, một chiếc xe dành cho gia đình với khoảng hai vợ chồng và hai đứa trẻ. Mức giá thì chỉ có dưới 400 triệu thôi. Đứng bên cạnh tôi nhá, Toyota Yaris phiên bản 1.5 nhập Thái Lan, nhập Thái nguyên chiếc đó, và đời sản xuất 2012, màu bạc, biển Hà Nội, một chủ từ đầu luôn, và mới chỉ có lăn bánh có 7.9 vạn, full lịch sử bảo dưỡng hãng. Một con số phải nói là cực kỳ tuyệt vời dành cho một chiếc xe rất rõ ràng về lịch sử. Hiếm có chiếc xe nào chắc chắn như thế này ở thời điểm hiện tại. Đấy, anh em nghe tiếng cửa không ạ? Đấy. À, hiện tại với mức giá khoảng 388 triệu, tôi gọi cho 400 triệu, anh em sẽ có một số các sự lựa chọn trên thị trường. Ví dụ như là mua i10 lướt 2020, giá cũng khoảng tầm 309. À, thấp hơn chút, 2018, anh em sẽ mua đâu đó khoảng tầm 307. Vậy tại sao mình không cân đối để mua một chiếc xe Yaris nhập Thái như thế này? i10 anh em mua vẫn chỉ là xe lắp ráp trong nước thôi, và nó vẫn là xe hạng A, trong khi đây là một chiếc xe hạng B huyền thoại. Nhìn nó nhỏ nhỏ này thôi nhá, thì tí anh em vào trong xe thấy nó rộng mênh mông luôn. Thực sự là Yaris là một trong số những chiếc xe mà tôi rất bất ngờ, bởi vì cái độ rộng rãi, nếu mà chỉ nhìn nó bên ngoài tưởng nhỏ, xong nghĩ nó nhỏ thì đúng là sai lầm. Còn thực tế ra nếu mà anh em muốn tìm kiếm một chiếc xe mà nhiều option thì Yaris không phải là một chiếc xe nhiều option trong cái phân khúc ấy đâu. Anh em có một chiếc xe rất lành, cực kỳ tiết kiệm, nhập điều hòa mát, chẳng phải sửa chữa gì, và đồ đạc thay thế nuôi nấng rất rẻ luôn. 5.000 km anh em thay dầu một lần, chi phí là mất 360.000 chấm hết. Còn chắc có lẽ chẳng phải thay thế bất kỳ một cái gì ở cái mẫu xe như này cả. Yaris cũng là chiếc xe có cái mức chi phí bảo dưỡng khấu hao thứ thấp nhất của Toyota, và gần như là thấp nhất trong tất cả các mẫu xe luôn. Nó chẳng cao hơn gì so với những cái chiếc xe Morning hay i10 cả. Tầm giá vẫn vậy, cái anh em đánh đổi sẽ là vài năm sử dụng. Tuy nhiên với con số lăn bánh khoảng 7,9 vạn zin nhá, và full lịch sử hãng, thì đây là một lựa chọn không thể tuyệt vời hơn đâu. Thật sự rất ấn tượng, rất thích luôn. Đây, sơ lược một chút này, thì mình có những cái thông số đơn giản thôi. Ví dụ đèn thì vẫn là đèn halogen, anh em thích thì mình độ thêm cái bóng led vào đây thì nó sẽ cho ánh sáng trắng, thích hơn. Đèn gầm có đủ. Đây. La răng thì cũng là loại la răng đúc, và hiện tại thì chủ cũ đang sử dụng là lốp mít. Dàn lốp này thì được thay thế vào tháng 11 năm 2020. Cũng đúng thôi mà, 7 vạn 9 đây là dàn lốp thứ hai rồi. Đúng rồi. Đấy. Tay nắm cửa thì vẫn vậy nhá. Gương chiếu hậu, chỉnh điện, cục điện này, xi nhan trên gương, thế là được rồi. Đấy, bắt đầu từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nhá. Đầu tiên tôi sẽ mở cái cốp ra cho anh em xem trước. Đây, tôi sẽ mở cốp ra cho anh em xem. Đây, anh em nhìn đi. Hạng B nó phải khác bọt hẳn so với hạng A, đúng không? B nó hơi cũ một tí nhưng anh em nhìn nó rộng. Đấy. Ghế này, nếu mà tôi gặp cũng phát mà anh em để đồ thoải mái, nằm ngủ được luôn. Cốp rất rộng. Đây, dưới cùng kích lốp dự phòng, dụng cụ sửa chữa, chủ xe vẫn giữ rất là nguyên lành. Ngon nhỉ? Tội gì đi i10 Morning, đúng không? Đây, bây giờ tôi vào trong xe nhá, để cho anh em xem nó rộng như nào. Tôi đố anh em nào tìm được một cái xe mà bên ngoài nó nhỏ, không có bên trong nó rộng như này. Có, chắc chắn không có luôn. Đây, nó rộng như thế này luôn, để cho anh em biết là nó thoải mái như nào. Đấy nhá. Ghế này là tôi gọi vừa đủ ngồi phía trên ấy. Tôi chưa đẩy hết cỡ đâu, tôi mà đẩy hết cỡ thì chắc là nó còn mênh mông nữa. Đây, trần thoáng, ngồi rộng. Có khi zip rộng rộng, kinh thật. Đây, lên khoang cabin. Nói chung là khoang cabin thì sẽ không có nhiều yếu tố bất ngờ cho anh em đâu. Chọn option mà chọn Yaris thì là hơi hơi khó nhỉ, nếu mà để chọn option. Đây nhá, anh em sẽ có một số các thứ này. Thứ nhất là vô lăng, thì đây không phải vô lăng nguyên bản, chủ thích thể thao bọc hết rồi. Và cái vô lăng này thì giá trị nó không dưới 4 triệu đâu. Rất chịu chơi. Đề cắt dạng thể thao. Đấy. Chìa khóa dạng cơ, màn hình Android lên hết rồi, cam lùi, điều hòa thì mát không phải bàn cãi. Đồng hồ tất cả thứ thì vẫn tập trung chính diện đây nhá, chạy 7 vạn 9 ấy cả. Anh em thấy không ạ? Đây, còn lại thì các chức năng khác, ví dụ như là có thêm khay để đồ riêng này, học đồ riêng này, khay này để điện thoại rất tiện. Và có hai túi khí quanh xe, phanh ABS 4 bánh, phân phối lực phanh điện tử. Đó là những thứ mà tôi nghĩ là một chiếc xe 388 triệu ở thời điểm này. Ok nhỉ? Anh em chọn cái này hay chọn i10 mới? À quên, i10 lướt 2020. Tôi là tôi chọn chiếc xe này. Yaris nó lành lắm, anh em dùng một lần cái khoái ngay. Rồi, nếu anh em muốn xem trực tiếp mẫu xe này thì xin vui lòng ghé qua số 17 Phạm Hùng nhá, BK siêu thị ô tô hàng đầu Việt Nam. Mời anh em, và hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.